xin chào thầy anh em và các bác nhé. Thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục đi lên trên bản để tuyển cho anh em những con hàng chất lượng có thể anh em nhé. Đó thì đây là ở trên mẫu Sơn Lạng Sơn anh em ạ. Đấy thì hôm nay em Hưng đi lên trên bản đây tuyển cho anh em những chú chim hàng dân bản cực kỳ tố chất anh em nhé. Đó thì đây anh em nhé. Đấy thì hôm nay em Hưng có tuyển được cho anh em một chú chim hàng dân bản anh em nhé. Chú chim này thì được hơn 2 vụ rồi anh em nhé. Bộ bóng bộ to, đẹp, màu đinh anh em nhé. Đấy, chú chim này thì đã xong đông rồi. Đấy, chim thì anh em trên đấy chia sẻ chỉ chim chỉ ăn cắm gà thôi anh em ạ. Đấy, chim chỉ ăn cắm gà thôi. Đấy, bóng bộ thì bóng bộ to đẹp anh em nhé. Đấy thì chú chim này thì cực kỳ là nhạy trí anh em ạ. Đấy, nói chung là một con hàng dân bản, nói chung là không được chăm bẵm đều tay. Và thứ hai là không được ăn những hạt cám ngon chất lượng đấy, nhưng mà em nó vẫn thể hiện như một chiến binh thực thụ tương lai rồi anh em ạ. Đấy thì anh em nào mà đam mê bổ kết chú chim này, mã số của em nó là H43, phí giao lưu với anh em mình là 2.900.000 anh em nhé. Đấy, số điện thoại của em Hưng có để trên màn hình, anh em cảm thấy ưng mắt hàm nhãn chú chim này anh em nhấc máy lên điện trực tiếp cho em Hưng, hoặc là số điện thoại của em Hưng có cả Zalo anh em nhé. Anh em có thể kết bạn Zalo và anh mình trao đổi mua bán sao cho nhanh gọn nhẹ nhất có thể anh em nhé. Đó thì chim gốc Lạng Sơn anh em ạ. Đó, chim gốc Lạng Sơn chú chim này thì được cái là cực kỳ là mau mỏ, và cái thứ hai là chú chim này cực kỳ là nhạy trí anh em nhé. Đấy thì anh em nào mà muốn đưa nó về đội để anh em ngồi giữa khai thác thì anh em về anh em giờ anh em cần chăm thêm đổi cám anh em ạ. Đổi cho em nó một hạt cám ngon, cho những hạt cám ngon để em nó lên lửa anh em nhé. Đó thì anh em cứ cho cám này mồi tươi tổng lực siết lắng để em nó vào chế độ, anh em cứ chăm đều tay vào chế độ là anh em chú chim là anh em có thể đưa đi dàn giáo, anh em có thể đi cà phê cà pháo anh em nhé. Đó và anh em có thể chăm tốt, anh em đi tập cho em nó giàn giáo ok rồi, anh em thể đưa đi ra giàn, anh em móc số những giải tuần. Đấy, cái anh em cứ từng bước một anh em ạ. Đấy, con chim thì anh em nhiều khi anh em cho ra giàn luôn, nhiều khi nó sẽ bị ngợp luôn anh em ạ. Đấy, nhiều khi con chim bị ngợp luôn, anh em phải dần dần từ từ thì con chim nó mới ổn định và nó thích nghi được anh em ạ. Đó thì hình thức mua bán bên em Hưng, anh em mua bán gọi bên em Hưng rồi anh em phải biết là mua bán là hình thức là chuyển khoản 100%, và bên em Hưng là không bao gồm phí cước vận chuyển. Anh em mua hàng thì anh em tiền cước phí anh em tự thanh toán và tự chịu anh em nhé. Đó, anh em ở miền Nam thì cước phí nó, anh em nào trên đường quốc lộ 1A thì dao động phí là 200k anh em nhé. Thì anh em ở xa hơn thì anh em phải thêm tiền anh em ạ. Đó, anh em ở miền Bắc thì em ship tất cả anh em tất cả mọi nơi anh em nhé. Đó thì anh em cứ cần tuyển những con hàng như nào thì liên hệ trực tiếp cho Hưng, em Hưng sẽ tuyển cho anh em nhà mình. Và sau đây em Hưng giới thiệu đến anh em một chú bổi anh em nhé. Đấy, một chú bổi, cái chú bổi này thì được 4 tháng lồng anh em ạ. Chú chim này thì mã số em nó là H44, phí là 1.100.000 anh em nhé. Chú bổi này thì là màu đinh. Đấy, bóng bộ gọi bóng bộ khá ok anh em nhé. Đó, dáng đứng kỳ cực kỳ cao cầu. Chú chim này em bao cho anh em là hot, bao cho anh em là da rộng, hot róc rách cả ngày rồi. Cám cứng ok hết anh em nhé. Đấy, một con bổi quá là tiềm năng để cho anh em về anh em một rũ anh em ạ. Cái mức phí quá là yêu thương để gửi tới tay anh em nhà mình. Cái mức phí của em nó là 1.100.000 anh em nhé. Đấy, anh em để thẩm qua đây, bóng bộ trên màn hình nhỏ anh em xem đây, 1.100.000 là anh em đã sở hữu ngay một chú bổi cực kỳ chất lượng rồi. Đấy, anh em nào đam mê một bổi thì anh em có thể đưa ngay em nó về đội để anh em gột rũ anh em nhé. Đấy thì anh em cứ chăm sóc bình thường thôi. Con bổi thì anh em cũng không nên cầu kỳ quá anh em ạ, bởi vì con bổi thì anh em cứ phải cần thời gian để chăm sóc em nó dần dần từ từ, chứ nó không như con chim cà phê hoặc là những con chim hàng dân bản sạch anh em ạ. Đấy thì anh em cứ chăm bổi rất là bình thường thôi, anh em cứ chăm bẵm nó vừa vừa thôi, không cần cầu kỳ quá đâu. Đấy, những con hào mà chơi ok rồi thì mình mới chăm bẵm kỹ anh em nhé.